Chiều ngày 30 tháng 10, quận ủy, ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư quận ủy, đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân quận với đại biểu nhân dân các phường Phù Liễn, Nam Sơn, Trần Thành Ngọ, Bắc Sơn, Quán Chữ. Đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, đồng chủ trì hội nghị cùng dự có đồng chí Bùi Tuyết Mai Phó Bí thư Tường trực Quận ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các phòng ban ngành đoàn thể, các phường thuộc quận và một số đơn vị phối quản trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thông tin đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận 9 tháng năm 2023, trong đó nhấn mạnh đến một số dự án trọng điểm đã đang và sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn quận. Qua tổng hợp của mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trước hội nghị có 46 ý kiến liên quan đến công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác chính quyền. Tại hội nghị, đại biểu nhân dân các phường đề nghị quận quan tâm đến việc bố trí sắp xếp cán bộ trong quận, đồng thời có ý kiến với thành phố về việc song song với xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến xây dựng đô thị phường. Đại biểu nhân dân phường Phủ Liễn kiến nghị quận quan tâm đến điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nghĩa trang Phú Liễn việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân tăng giá một số khoản thu dịch vụ ở khu trung cư bắc sơn phát triển giao thông đô thị kiểm tra hệ thống thoát nước khu vực cổng phụ trường cao đẳng cộng đồng cải tạo nâng cấp một số tuyến ngõ và xem xét quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa có diện tích rộng hơn hai nhà văn hóa cũ ở tổ dân phố lê duẩn phường quán chữ cũng là những vấn đề mà đại biểu nhân dân phản ánh kiến nghị các ý kiến phát biểu của đại diện nhân dân đã được đồng chí bí thư quận ủy phạm văn khanh và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân quận nguyễn trường sơn trả lời làm rõ đồng chí bí thư quận ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân quận đề nghị các cấp ngành liên quan tiếp tục nỗ lực trách nhiệm tích cực giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh theo chức năng thẩm quyền